Kính thưa quý vị và bà con, trên thị trường, thuốc cấm, thuốc tàu, thuốc giả, thuốc nhái được bày bán ở nhiều nơi với những thủ đoạn hết sức tinh vi đang trở thành vấn đề nhức nhối đối với ngành nông nghiệp. Đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước cần mạnh tay xử lý, ngăn chặn vấn nạn thuốc bảo vệ thực vật trên không gian mạng và các cửa hàng buôn bán vật tư nông nghiệp để bảo vệ sức khỏe của người dân. Phóng sự do Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện tại một số tỉnh thành phía Bắc. Vào những tháng cuối năm, không khó để bắt gặp hình ảnh này trên cánh đồng sản xuất hoa màu. Lần theo những hình ảnh đó, nhóm phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam tiếp cận được một người đàn ông đang chuẩn bị pha thuốc bảo vệ thực vật để phun cho hai sào hoa của gia đình. Và đây là những loại thuốc bảo vệ thực vật mà người đàn ông này mang theo để sử dụng. Và tất cả đều được hòa chung vào nhau như thế này. Nó rẻ á chú? Rẻ. So với hàng của mình thì nó sẽ rẻ. Tôi tưởng chú sẽ kiểu lựa chọn nó sẽ hiệu quả hơn hay so với lại... Không, kể cả nó rất hiệu quả hơn. Sâu tàu của anh này nó. Vâng. Anh phun đấy, phun gì anh? Theo chia sẻ của người đàn ông này, thì hiện nay thuốc bảo vệ thực vật được phân phối tại hai nguồn chính. Một là trên mạng xã hội, hai là cửa hàng vật tư nông nghiệp. Đặc trị sâu tơ, sâu ăn lá, siêu kích thích, trái lớn, mã đẹp, hoạt chất lưu dẫn cực mạnh. Đó là những lời giao bán giống hệt nhau của các tài khoản giao bán sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trên mạng xã hội Facebook. Chỉ cần gõ từ khóa, thuốc trừ sâu là sẽ ra hàng trăm kết quả tìm kiếm như thế này. Lần theo các hội nhóm giao bán thuốc bảo vệ thực vật cấm, thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, chúng tôi liên hệ được với một chủ tài khoản. Và đây là những chia sẻ của chủ tài khoản. Zalo là số này luôn á? Quay trúng tàu đấy à? Quay trúng tàu đấy, bên em bán lẻ thì 17.000 đấy. Còn nếu mà lấy theo thùng thì 100 thùng, thùng 100 gói thì nó 1.450.000. Em ở Hà Nội nha, ship toàn quốc ấy. Anh ở đâu nhỉ? Ở Hà Nội hay là anh nhờ cháu nó lấy? Mà hàng này nó là hàng bảo vệ thực vật nhá. Nếu anh lấy thì em cứ gửi bưu điện cho nó cũng nhanh mà nó vừa nhanh, vừa an toàn ấy. Tiếp tục hành trình theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tiếp cận được một cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp. Và khi được hỏi đến muốn mua thuốc trừ sâu của Trung Quốc, thì đây là câu trả lời của bà chủ đại lý. Nhận gì ạ? Ừ. Nhận không có tiền táo đâu kìa. Em có nhiều việc đấy thôi. Theo tìm hiểu của phóng viên, để có thể mua thuốc bảo vệ thực vật cấm, ngoài chuyện đã quen biết thì người mua cần phải đọc đúng bệnh và nhớ rõ loại thuốc đã từng mua ở cửa hàng. Sau nhiều lần không thể tự mua được thuốc bảo vệ thực vật Trung Quốc, phóng viên ngỏ ý muốn nhờ người liên hệ và dẫn đến cửa hàng vật tư nông nghiệp để mua. Vừa đến cửa hàng là người đàn ông này đã biết chúng tôi cần mua loại thuốc gì rồi và đon đả lấy cho chúng tôi. Sông tàu với cả cái màu tàu đấy. Sông tàu này, mấy chai? Lấy bao nhiêu? Ba chai. Ba chai. Cỏ màu tàu lấy bao nhiêu chai? 4 á, hoặc 5. Cho 5 chai cỏ màu tàu vui. 5 chai cỏ màu tàu á, trong hộp cỏ tàu á còn ít đấy. Còn gì nữa không? 8 năm. Để trong cả. Còn để ít thôi mà. 100 tròn em ạ. Vâng, anh chuyển khoản nhé. Ok. Thằng này là cứ gói cho 30. Không, rau rồi nhẹ hơn. Khi đã lấy được niềm tin, chúng tôi có thể mua được rất nhiều những loại thuốc, từ thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc cấm lưu hành và cả thuốc của Trung Quốc. Một chai 2 bình đi ạ. Ok, là 2 bình 25 lít đúng không? Ừ. Hà Nội đã đi đầu trong cả nước về IPM và nay là IPHM nhằm giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Tuy nhiên vì lợi nhuận lớn nên một số đại lý và người nông dân vẫn lén lút mua bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục và thuốc lậu. Việc mua bán trên không gian mạng xã hội hòng qua mặt và gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi tiến hành kiểm tra và xử lý. Hiện nay là xuất hiện những cái tình trạng tức là buôn bán cái vật tư
nông nghiệp, trong đó có thuốc bảo vệ thực vật là qua hình thức online ship hàng và đăng quảng cáo trên các cái trang Facebook cũng như là trang thương mại điện tử, và hai bên là thống nhất hàng và giao ở thống nhất địa điểm giao hàng, do vậy là rất là khó khăn cho cái công tác gọi là xử lý cũng như là ngăn chặn đối với cơ quan thanh kiểm tra chuyên ngành. Để xử lý việc kinh doanh online thì rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Công thương, Hải quan, Biên phòng. Bởi nếu chỉ riêng ngành nông nghiệp thì sẽ không thể xử lý được hết vấn nạn này. Thưa quý vị và bà con, qua phóng sự nhức nhối vấn nạn buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên không gian mạng và tại cửa hàng vật tư nông nghiệp đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thực trạng của vấn nạn này. Phóng sự của Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.